Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ trồng những cái chậu rau nhỏ tí này vô trong cái chậu này nha các bạn. Đó, lớn hơn gấp 5 lần ha. Để mình đem vô nhà mình trồng trên cửa sổ xem có ra trái không nha. Thì mình lấy đất ở trong cái thùng cà chua, đất này được ủ phân rất là hoai mục rồi. Bây giờ mình lấy vô mình trồng thì tưới nước nó ra trái thôi nha các bạn. Không có phải bón thêm phân gì nữa hết. Đó, hôm nay mình mới nhổ được một mớ cỏ trong một cái rổ này để dành cho thỏ ăn ha. Nguyên chỗ này sạch được một đám rồi. Chuẩn bị mình sẽ lấy máy xới, mình ra mình xới hết khu vực này để mình trồng tỏi nha các bạn. Rồi, giờ mình sẽ xúc những cái đất này rất là tốt nha các bạn. Đất này đã hoai mục rồi, nó không còn hôi nữa. Thì mình đem vô nhà mình trồng trên cửa sổ ok ha. Đó. Chứ bây giờ mình bón phân mới vô là nó hôi lắm. Này đã một năm hơn rồi, rất là nhiều chất dinh dưỡng ở trong này. Dâu này mình để sẵn bên này. Đó, vẫn còn trái ha. Đem về nhà nuôi mấy cái bụi dâu này thấy cưng quá. Đó, các bạn thấy không, chậu dâu này, chậu dâu này mình mua ngay chỗ thế giới rau quả đó các bạn. Dâu này mình hay đặt là dâu triệu view đó, cái trái nó bự lắm. Thì mình lấy bớt cái rễ ra ha. Chỉ là ít rễ thôi. Đó các bạn ha. Chừa chừng này rễ thôi, lấy bớt mấy cái rễ phụ ra, chừa cái rễ chính lại thôi nha các bạn. Để mình bỏ vào đây để cho nó hút chất dinh dưỡng rồi nó ra những cái rễ phụ mới nha. Đó, đất này rất là tốt. Thử xem sao, vô nhà có sống được không nha các bạn. Trong nhà thì ấm áp hơn nhưng mà mình trồng thử, năm này thử nghiệm. Ok, một chậu nhỏ nhỏ về một cây thôi. Mấy cái lá vàng này mình cắt bớt đi nha các bạn. Rồi, được một chậu dễ thương này các bạn ơi. Thấy không? Có trái nè. Ok, một chậu ha, xong bỏ qua đây. Rồi, tiếp tục chậu này có trái không? Chậu này cũng có trái luôn nè. Đó, trái này còn chín nữa nè. Vô trong nhà mấy ngày là trái này chín là được hái trong nhà rồi đó. Mà mình cũng lấy bớt rễ ra luôn. Cái chậu nào cũng vậy. Mấy cái rễ phụ này mình bỏ chừng 2 tuần là nó ra nhanh lắm các bạn. Đó, còn rễ chín thôi ha. Rễ phụ bỏ hết đi. Tiếp tục thì mình xúc cái đất này. Đất này rất là tốt nè. Đó, ủ phân, ủ rau quả rồi, cỏ rồi, cam, chuối, quýt, vỏ trứng gì mình ủ hết vô trong này. Vỏ chuối nữa. Rồi có cơm thừa nữa. Mà bây giờ nó mục hết rồi. Mục ra hết rồi thì mình đem vô nhà mình trồng, không có sợ hôi. Cái này hơn năm rồi á ha. Rồi cái bụi này mình đã lấy hết rễ phụ rồi bỏ vô đây. Đó, được chậu nữa ha. Đang hồi hộp nè các bạn, xem thử mình có được hái trái trên cửa sổ không. Mình mới mua một cái giàn để mấy cái chậu dâu này nè. Chắc nếu mình trồng giàn thì chắc mình thắp điện cho những cái dâu này ha. Đó, các bạn đón xem nha. Năm này mình hái dâu trong nhà. Ước mơ thôi. Khi nào ước mơ mà thành hiện thực á, thì các bạn được xem. Còn mấy cái chậu dâu này không ra trái thì mình cũng quay cho các bạn xem, mà ra trái thì mình cũng quay cho các bạn xem luôn nha. Đó. Đất tốt mà. Không biết vô trong nhà có đủ ánh sáng không? Sợ không đủ ánh sáng nè. Ha, đất trùng quá chân trùng quá các bạn. Đó, mấy cái chậu dâu dễ thương của mình. Cũ của người ta đi ha. Đất lúc mà người ta bán cho mình á, cây nào cũng có trái hết ha. Các bạn thấy dễ thương chưa? Được 3 chậu rồi đó. Khi cây cối mà cái bộ rễ của nó đó, mình lấy bớt rễ đi thì nó sẽ kích thích nó ra những cái rễ mới nha các bạn. Còn các bạn để cái rễ cũ này nó cứ dậy hoài á, nó không có phát triển ra rễ mới. Thì hàng năm á, mình đều bới dâu của mình lên để mình cắt bớt rễ đó các bạn, để nó được mới. Cái rễ nó cũng mới luôn, nó phát triển, nó ra trái nhanh hơn. Đó, mình trồng 3 chậu rồi, còn tới 2 chậu nè, rồi 4 chậu nè, 5 chậu, còn tới 5 chậu nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình trồng tất cả 5 chậu này nha các bạn, đều có trái hết đó. Trồng hết 5 chậu này, mình gỡ rễ ra, mình lấy rễ chính thôi, bỏ rễ phụ đi ha. Đó, được 2 chậu này rồi. Từ nãy giờ mình làm được nè 2, 4, 6, 7 chậu ha. Đó, chuẩn bị đem về nhà trồng nha. Kết quả ra sao thì mình cùng chờ đợi nha các bạn. Còn một bụi cuối cùng nè các bạn. Đó. Cái đất mà người ta trồng ở trong này nè cũng tốt lắm. Mình lấy mình bỏ chung không sao, nhưng mà mình lấy bớt rễ ra thôi. Chậu nào cũng vậy các bạn, cắt bớt lá già lá khô đi, rồi lấy bớt rễ như thế này nè, còn chút xíu rễ phụ thôi, với rễ chính nè, trồng. Đó. Này, đất này, trùng này các bạn, thấy không? Quá chừng trùng ha. Vậy là trồng cái dâu này tốt lắm đó các bạn ơi. Chậu nào cũng ra trái. Đó, xong hoàn thành nè. Hoàn thành rồi, nhưng mà mình chưa đem vô nhà liền đâu các bạn. Mình để ở ngoài này mình tưới nước. Các bạn thấy chưa, 8 chậu dâu, chậu nào cũng ra trái hết trơn đó. Đó, thì mình trồng vô trong cái chậu nhỏ nhỏ như thế này. Bây giờ mình sẽ tưới sơ nước nha các bạn. Rồi mình để đây cho cái dâu này nó bén rễ, nó quen. Chừng hơn tuần rồi mình đã đem vô nhà nha. Rồi chưa, nhờ cái thùng cà chua cho các bạn, mình ủ phân vô trong thùng cà chua này 2/3 đất đó các bạn. Đất thóc soi này mà cả năm rồi, bây giờ nó mục phân ra hết rồi. Bây giờ mình lấy mình trồng dâu đó. Mà các bạn, dâu này á, nếu mình bón phân tươi á, thì mình sẽ dùng 1/4 đất nha các bạn. Còn mình dùng phân hoai mục mà mình ủ ra như thế này thì mình trộn, mình để được 6 tháng cho nó mục ra, thì mình dùng 2 phân. Phân là chuối, rồi cam, vỏ chuối, vỏ tá. Nói chung là những cái rau quả trong nhà bếp á, mình dùng 2 phần rau quả dư thừa. Có cơm nước cũng được, nhưng mà đừng có lấy mặn nha các bạn. Cơm nước mà đừng có lấy thịt kho hay cá kho gì muối mặn á, thì mấy cây dâu này sẽ chịu không nổi đâu. Đó, thì mình muốn nhiều phân thì mình phải ủ trước 2/3 đất nha. Mình ủ trước 6-7 tháng gì đó nó mục ra. Hoặc mình có thời gian mình để cả năm đó cũng được. Nó mục ra, nó hoi ra hết rồi mình trồng á, tốt lắm đó ha. Bây giờ thì tưới nước. Đất này hơi khô thì mình tưới nhiều tí thôi, tí nữa nó cũng chảy hết à. Rồi, dâu hôm nay chuẩn bị để đem vô cửa sổ trồng đã xong ha. Để đây 1-2 tuần sau nữa, chắc hơn tuần nữa mình đem vô nhà ha. Đó, mình lội qua đây mình quay dâu triệu view cho các bạn xem. Bây giờ có trái gì không? Nè, trái tội nghiệp chưa các bạn. Đó, nó chín mà cũng chín không nổi nữa ha. Lạnh quá cái nó tái luôn đó. Đó, dày sao dám ăn ha. Tội nghiệp không? Dâu Triệu View năm nào, năm ngoái rồi, ra súng xê, năm này hết trái rồi. Ở đây nó ra hoa nè. Lạnh lắm các bạn. Đó, thùng dâu Triệu View mình đã quay luôn rồi ha. Rồi hôm nay là quay theo lời yêu cầu của các bạn, đã quay hết rồi. Mấy thùng dâu này, thùng dâu mình trồng sau nè. Đó, cái này là chắc củ cải đây. Mình gieo ở đây để mình bứng ra mình trồng luôn ha. Nè, rau này là rau ngò om nè. Rau ngổ để nấu canh chua đó. Đó, nó đông đá, bây giờ nó rã đông ra, cây nó vẫn còn sống đây các bạn. Còn rễ luôn nè ha. Nhổ hết vô nhà nấu canh ok không? Nó lạnh quá à, cái nước nó lạnh ngắt luôn á. Rồi, cà rốt của mình này. Cà rốt ra bông. Mình trồng cái mua cà rốt về ăn á, mình cắt cái phần của cái cuốn có cái lá đó, mình trồng xuống nè, bây giờ nó ra bông nè, chuẩn bị tới tháng 2 tháng 3 gì nó cho mình nhiều hạt giống lắm á. À, quá chừng luôn nè. Cái này là bắp cải, không biết có được thu không nữa. À, bắp cải nè, bắp cải màu trắng nè. Đó. Thấy không? Nó lớn được chừng này rồi, chắc lạnh nó chịu không nổi đâu các bạn ơi. Đó, theo yêu cầu các bạn là ra quay dâu cho các bạn xem. Nè, vẫn có trái ha. Trời lạnh á. Đó. Thì mình quay thôi. Ở đây nữa nè. Nè, trái xanh này chắc hái vô ăn cho rồi ha. Nó giòn lắm á. Được có ít như vậy thôi à. Thấy không? Ra bông nè. Mình tưới cho cây dâu tí. Cũng ẩm nè các bạn. Có mưa đó nó ẩm lắm. Mình khỏi cần tưới. Còn được có chùm dâu cuối cùng. Mấy cái này nó đang ra trái nè các bạn. Thấy thương không? Lạnh ngắt lạnh lơ à. Đây nữa. Nè. Nó nở hoa vừa rồi. Bây giờ ra trái nè. Đó. Đây có chùm nè. Dâu bây giờ nó giòn. Đụng vô cái giá lá nó nè, giòn rụm mà. Đó, thùng thứ nhất, thùng thứ hai mình đã quay cho các bạn xem rồi. Rồi thùng thứ ba. Quay nhanh ha, quay nhanh rồi đi vô nhà trồng củ cải xong rồi các bạn. Đó, hoa nữa nè. Nó tàn hết rồi ha. Đó, vẫn còn bụi hoa đây nè. Thùng thứ ba chỉ có vậy thôi, không có trái. Xong thùng thứ ba. Rồi thùng thứ tư. Thứ tư có trái nè. Có cái chùm gì đây? Chùm hoa. Đó. Dâu mùa đông này các bạn. Đó. Trái ra thương không? Nó đổ xuống cái trái nó chắc nụi. Dày ăn chua đã lắm ha. Đó, chỉ có một chùm, thùng thứ tư có chùm vậy thôi à. Còn mấy cái này là nguyên một bụi hoa đang ra nè các bạn. Thấy thương chưa? Bao giờ mới được hái vui lại giống như mùa hè ha. Mùa hè hái vui, cười nhiều quá chừng. Cứ được trái nào cười trái đó. Bị các bạn la. Các bạn nói làm gì mà cười hoài vậy à, hái không lo hái đi. Cứ hái được trái nào cũng nói đã quá, ngon quá, rồi hấp dẫn, rồi cười. Bây giờ có muốn nói cũng không được nữa. Còn dâu đâu nữa mà nói. Ở dưới này nó ra ngó này. Nhìn cái ngó này các bạn, nó ra nguyên cái bộ rễ này luôn. Cắt một cái là vô nhà trồng ha. Nó ra trái, ít bữa nữa mình ra đây mình cắt, đem vô nhà trồng. Rồi, đây thùng dâu bubble berry. Thùng này là thùng thứ 5, mình đã quay xong rồi. Thùng thứ 5 là dâu bạch tuyết đó, không có gì hết. Rồi bên này bubble berry thì ra bông thôi. Này, bông này thương không? Đó. Rồi ra trái nữa nè. Trái nhỏ tí à. Nó cũng vậy à, mùa đông nó không có phát triển lắm các bạn. Nó nở hoa hay là nó ra trái gì nó chậm lắm. Nó lạnh quá mà không có lớn được. Phải ấm ấm có chút xíu se lạnh lạnh thì mấy cái dâu này mới thích. Còn nóng quá cũng không thích, mà lạnh quá thì dâu này cũng chịu không nổi luôn. Wow, ở đây có một trái nữa. Có trái bubble berry. Hái nha. Chưa gì mà mới thơm thơm, mấy sau tới đục cho lỗ nè. Hái. Thấy là hái liền. Ha. Đựng trái ok chứ bộ. Ửng hồng. Nó thơm lắm các bạn. Mình thử nha. Thơm. Thơm lắm á. Mấy sau này nó tới nó ăn liền. Rồi, bubble berry thu được một trái. Tí làm quà cho con thỏ nha. Biển sâu đục rồi. Định ăn thử nó sống như thế nào mà. Mà mấy con thỏ này, mấy con sâu nó ăn trước mình rồi. Rồi cái thùng này là thùng thứ 8, cũng không có gì hết. Chỉ là khô thôi. Mấy mũi này khủng khiếp chưa. Đó, các bạn thấy không? Cái giống dâu này là dâu bubble berry. À, giống dâu này là dâu triệu view đó các bạn. Dâu mình đặt là triệu view, nó trái nó bự mà cái nhánh nó cũng bự nữa ha. Đó. Thôi, mình quay sơ mấy thùng dâu cho các bạn xem rồi, để mình lội qua đây. Mình dâu triệu view cho các bạn xem bây giờ có trái gì không. Nè. Trái tội nghiệp cho các bạn. Đó, nó chín mà cũng chín không nổi nữa ha. Lạnh quá cái nó tái luôn á. Đó, vậy sao dám ăn ha. Tội nghiệp không. Dâu triệu view năm ngoái rồi, ra súng thuê, năm này hết trái rồi. Ở đây nó ra hoa nè. Lạnh lắm các bạn. Đó, thùng dâu triệu view mình đã quay luôn rồi ha. Rau này là rau ngò ôm nè. Rau ngổ để nấu canh chua đó. Đó, nó đông đá, bây giờ nó rã đông ra, cây nó vẫn còn sống đây các bạn. Còn rễ luôn nè ha. Nhổ hết vô nhà nấu canh ok không. Nó lạnh quá à, cái nước nó lạnh ngắt luôn á. Cà rốt ra bông. Mình trồng mua cà rốt về ăn á, mình cắt cái phần của cái cuốn có cái lá đó, mình trồng xuống nè, bây giờ nó ra bông nè. Chuẩn bị tới tháng 2 tháng 3 gì nó cho mình nhiều hạt giống lắm á. À, quá chừng luôn nè. Cái này là bắp cải, không biết có được thu không nữa. À, bắp cải nè, bắp cải màu trắng nè. Thấy không? Nó lớn được chừng này rồi, chắc lạnh nó chịu không nổi đâu các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác, mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.